thì ở đây nổi lên cái đối tượng, không phải là đối tượng mà trước mắt Dương Bi là ứng cử viên đại biểu Quốc hội Lương Thế Huy. Thì trong những cái diễn đàn ở trên mạng xã hội, từ YouTube, Facebook và những cái báo chí lề trái nói về Lương Thế Huy rất là nhiều. Thì trước đấy, những cái live trước Dương Bi cũng từng nói, trước đấy tổ chức khủng bố Việt Tân và những người không biết Lương Thế Huy thì kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử, không đi bầu cử. Về sau biết Lương Thế Huy có danh sách ứng cử hiệp thương, ứng cử được vào ứng cử trong đại biểu Quốc hội tại khu vực bỏ phiếu số 6 ở thành phố Hà Nội, thì bọn chúng lại quay ngược lại, chúng ta hãy nên đi bỏ phiếu và bỏ phiếu cho Lương Thế Huy. Trước nói một đằng, sau nói một nẻo. Lý do vì sao? Và Lương Thế Huy là ai? Và kẻ như thế nào? Thì mọi người biết khá là rõ. Nhưng ở đây á, Dương Bi có, hôm nay Dương Bi cũng chia sẻ lên các trang đấu trường và các nhóm ở trên Facebook về Lương Thế Huy, nhiều người đã tìm hiểu và đọc qua, lát Dương Vi sẽ mở. Nhưng mà ở đây Dương Vi khẳng định rằng này, Lương Thế Huy ấy, được hiệp thương và được ra ứng cử, một trong 9 người là ứng cử viên tự do của đại biểu Quốc hội. Người ta hiệp thương được nhân dân tín nhiệm, ừ đúng, nhưng còn một bước nữa là bước rất quan trọng, là bước ngày kia nhân dân cử tri ở khu vực số 6 đi bỏ phiếu cho Lương Thế Huy, đồng ý gạch hoặc là bỏ Lương Thế Huy không, nhất trí Lương Thế Huy là ứng cử viên đại biểu Quốc hội không. Nếu không đạt từ 50% số phiếu trở lên thì coi như là Lương Thế Huy chỉ là quân xanh. Mà ở đây Dương Vi phải khẳng định rằng này, cái vai trò lãnh đạo của Đảng rất quan trọng trong cái cuộc bầu cử này. Đảng người ta lựa chọn sáng suốt con người và định hướng cho người dân. Mà cái vai trò quan trọng nhất đó là Mặt trận Tổ quốc. Bởi vì cái Mặt trận Tổ quốc ấy, là cầu nối liên kết giữa người dân với chính quyền trực tiếp. Đấy. Thứ nhất hiệp thương, cái thứ hai là mạn đàm. Thì qua cái thông tin Dương Vi nắm bắt được á, đối với Lương Thế Huy này, sau khi nhiều cái clip và nhiều người lên tiếng phản ứng nói về Lương Thế Huy và người ta đi kiểm tra và cái kết quả mạn đàm như thế nào Dương Vi không rõ, nhưng mà Dương Vi khẳng định rằng chính quyền, Đảng bộ, nhân dân và chính quyền, đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ quốc ở khu vực tổ số 6, cái khu vực bỏ phiếu số 6 ở thành phố Hà Nội, người ta sẽ có một cái định hướng rõ ràng có nên hay không, và Lương Thế Huy có đắc cử được vào trong ghế Quốc hội không, là trở thành đại biểu Quốc hội hay không, thì sau này chúng ta sẽ rõ. Mà Dương Vi khẳng định rằng Lương Thế Huy không bao giờ có cơ hội ngồi vào trong ghế Quốc hội trừ khi bà con nhân dân ở khu vực tổ bỏ phiếu số 6 ở thành phố Hà Nội người ta không biết. Và cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc ở đó người ta không biết. Nếu người ta biết cái quá khứ của Lương Thế Huy thì chắc chắn chỉ là quân xanh. Bởi vì sao? Bởi vì cái bản chất của Lương Thế Huy là một kẻ chống phá, phản động,
Sau đây Dương Vy sẽ cho mọi người thấy một số cái nội dung bài viết của Lương Thúy Huy là đại biểu ứng cử Quốc hội khóa 15 khu vực bầu cử số 6 tại thành phố Hà Nội. Trong các bài viết này có rất là nhiều bài đả kích nhà nước trong cái chiến dịch chống Covid-19, rồi ủng hộ cái vụ án Đồng Tâm thông qua cái tổ chức Voi, mà cái tổ chức Voi nó phát động á, đả kích và xây dựng các khu tưởng niệm, nhà hát hàng nghìn tỷ đồng, rồi nói xoáy về Bác Hồ khi hắn nói cái gì đời đời, có nghĩa là đời đời nhớ ơn Bác Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thì hắn nói là cái gì đời đời thì là thảm họa ở trong ngoặc kép. Và bây giờ mà những bài viết của hắn ở trên Facebook trang cá nhân của hắn ấy, hắn đã xóa. Sau khi người ta phản ứng vào xem nhiều và chửi hắn nhiều quá, hắn đã xóa. Được cái anh chị em bên Hội Cờ Đỏ rất là nhiều người, người ta nhanh tay khi người ta lướt thấy và người ta kéo xem cái thông tin cá nhân từ trên xuống dưới và chụp lại toàn bộ màn hình. Và Lương Thế Huy ấy, thuộc cái nhóm luật sư toàn thua nhé. Ở đây cũng có một cái bài viết này này, nội dung của hắn rất là dài. Xuyên tạc. Ví dụ này, ví dụ hắn nói là ví dụ công khai thông tin cá nhân quá mức cho mục đích phòng bệnh hay đánh chống thổi kèn tạo dư luận thiên lệch với một nhóm bệnh nhân người cách ly khiến các hậu quả kỳ thị sẽ còn mãi sau khi bệnh các biện pháp tạm thời chấm dứt. Đấy là nói về cái phòng chống do luật định, có nghĩa là do Quốc hội ban hành bằng luật pháp, luật pháp lệnh. Nhưng thôi, trong trường hợp Quốc hội trở tay không kịp hay không ra được cái chỉ đạo mang tính hình thức nữa thì các văn bản dưới luật cũng được đi. Tuy nhiên chỉ thị là chuyện khác vì nó là văn bản điều hành công việc của một cơ quan thôi, còn không chứa cái quy phạm pháp luật. Đó là cái hắn không biết, không hiểu những cái văn bản quy phạm pháp luật ấy, thì người ta căn cứ luật đấy, căn cứ các điều khoản, căn cứ vào luật tổ chức hội đồng nhân dân, luật tổ chức chính quyền, người ta mới ra được những văn bản dưới luật. Ở đây hắn chốt này, trong cái thời điểm dịch giá hoành hành, ngồi phân tích mấy chuyện này có ích gì không, mặc dù không biết có ích không nhưng là cần thiết, quan trọng. Ai biết cái mắc chi quan trọng, cấp bách sẽ biết chuyện quan trọng, cộng không cấp bách mà không làm thì chẳng mấy chốc thành chuyện vừa cấp bách vừa quan trọng. Đấy mà cái việc chống dịch nhà nước ấy, từ trước giờ rất hiệu quả mà cả thế giới người ta công nhận, trong khi đó hắn lại đi xuyên tạc. Đây, ủa mà hỏi chứ, phong tỏa không phải là một khái niệm pháp lý của Việt Nam, căn cứ vào luật nào nhỉ? Đó, quy định giờ giới nghiêm là gần như cũng chỉ không quá 24 giờ. Việc Quảng Ninh, Hạ Long đang áp giờ giới nghiêm thì có vi phạm hiến pháp không? Mà rõ ràng Thủ tướng người ta đã ra chỉ thị, ra văn bản chỉ đạo hẳn hoi. Và phương châm của Đảng, của nhà nước, của chính phủ, chống dịch như chống giặc. Riêng cái điều này đó không xứng tầm là một ứng cử viên của đại biểu Quốc hội rồi. Này, xem ra mấy công trình nghìn tỷ bỏ ra không, kiểu nhà hát, nhà thi đấu, bảo tàng, chợ mới, trụ sở cơ quan v.v.
giờ lại hữu ích nếu cần trưng dụng nhỉ, nhìn xa trông rộng. Đó. Có nghĩa là trưng dụng để làm khu cách ly tập trung á. Con muốn hỏi tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xử theo điều bao nhiêu của Bộ luật hình sự? Tùy mức độ. Nó có rất là nhiều khung, nhiều mức độ. Thế mà cho nó qua vòng gửi xe. Vâng, cho nó qua vòng gửi xe, cái đó cũng là cái cao tay của cơ quan nhà nước, đặc biệt là bên hiệp thương mình, thì mới lòi ra chân tướng của những kẻ mà núp lùm bao nhiêu lâu nay ấy. Tổ chức khủng bố Việt Tân nó đang trưng dụng này, Nguyễn Văn Đài cũng ra giả này. Rất nhiều bài viết. Hắn nghĩ là hắn xóa những cái comment đó, những cái status đó, thì người ta xem qua, người ta không chụp lại được hay sao? Sai lầm cực lớn. Đây, tai họa thường xảy ra khi người ta tin rằng, gạch chéo hô hào rằng một thứ gì đấy có thể sống mãi, đó, muôn năm đời đời bất diệt, đó là cái khẩu hiệu nhé. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, đó là xuyên tạc về Bác. Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm, cái đấy hắn cũng muôn năm. Hắn cũng xuyên tạc. Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, hắn cũng xuyên tạc. Đảng Cộng sản Việt Nam bất diệt, hắn cũng xuyên tạc. Đấy, bản chất của hắn đó. Con này là con phản động này, từng với Dương Vi quánh nhau ở trên các trang đấu trường này, Lan Anh Nguyễn này này. Đấy. Đồng ý với Huy vì chị cũng đóng góp nên có nhu cầu muốn biết các bạn sử dụng tiền như thế nào, cho các khoản gì cho mình minh bạch, hy vọng các bạn ấy có báo cáo lại sau này. À, đó là cái việc mà bọn chúng kêu gọi tiền từ thiện quyên góp á, thậm chí là tổ chức ứng cử vào đại biểu quốc hội cũng có cái nguồn quý nhất định từ các thành phần chống phá nhà nước này, nó gom góp qua một đầu mối khác nó mới chuyển. Vâng, mời Minh Việt Trương. Bác Cầm đâu ấy nhỉ, vừa mới thấy xuất hiện, à đây. Sau lát Dương Vi mời bác Cầm lên.
đàm Rồi, đạo chuyện chào cho Dương Vy Nguyệt Trương. trên diễn đàn thì tham gia chuyện chủ đề của hôm nay của Dương Vy thấy cũng hay, nói chung là chống sự lãng quên. Thì ở đây lãng quên lịch sử thì cái vấn đề này thì bản thân nó cũng rất là tâm đắc. Thì lịch sử hơn 4.000 năm của Việt Nam từ thời đại vua Hùng, trong hết thời đại vua Hùng thì trong năm 40 trước công nguyên là khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tới mãi năm khoảng cỡ 500 là có khởi nghĩa của Mai Hắc Đế, Mai Thúc Loan, năm 700 là khởi nghĩa Lý Bí, tới năm 938 là Ngô Quyền là chính thức là giành độc lập, là chấm dứt 1.000 năm bắc thuộc đó, cho đến các cái triều đại sau này. Tức là một cái trang sử và hơn 4.000 năm của Việt Nam, và đặc biệt là cái thời đại Hồ Chí Minh đấy, từ ngày thành lập Đảng Cộng sản, lãnh đạo nhân dân đi từ cuộc kháng chiến này tới cuộc kháng chiến khác, và hy sinh biết bao nhiêu xương máu của cha anh, của các thế hệ đấy. Và có rất là nhiều người á, hiện nay người ta nghĩ rằng cái điều đó là một cái điều hiển nhiên, thì rất là đau lòng. Và đặc biệt á, là trong đó cái giới trẻ thậm chí họ còn nghĩ rằng cái cuộc chiến mà chống quân xâm lược của Đảng và nhà nước nhân dân ta là cái cuộc chiến nồi da sáo thịt đấy, nó rất là đau đớn. Vì những cái luận điệu, kể cả những người có trí thức, có ăn học của những người lớn tuổi, và kể cả những cái thành phần mà chống đối đất nước chúng ta đó, là cái thế giới tư bản nói chung, và đặc biệt đứng đầu ở trong cái đám đó là cái đám Ba Que đó đấy, là chống đối, nó bôi nhòa, nó muốn làm cho lãng quên, tạo ra sự hoài nghi đó. Khi mà lãng quên lịch sử thì anh rất dễ dễ dàng là lật sử đấy. Và Liên Xô á, là một cái bài học đúng. đó. Xô Viết á, là xét lại lịch sử, cái việc xét lại lịch sử là một việc hết sức tai hại đó. Và lịch sử tôi đọc á, thì cũng là có đọc qua tương đối khá, nhưng mà nói mà đọc hết á, thì không thể nào đọc hết được cái lịch sử của Việt Nam. Qua học ở trên ghế nhà trường á, thì cũng là một mức độ, còn lại mình tìm hiểu, mình đọc thêm, kể cả cái cuốn sách Bên Lề Chính Sử. Mà khi đọc cái cuốn Bên Lề Chính Sử á, về nhiều cái nội dung cũng rất hay, nhưng mà tôi cũng tự hỏi, khi đọc xong á, là tự hỏi là tại sao cái cuốn sách đó vẫn tồn tại, nó vẫn tồn tại song song đấy. Mà cái đặc biệt là cái cuốn Bên Lề Chính Sử á, là lật lại rất là nhiều vấn đề, gọi là nếu mà nói đúng ra là thuyết âm mưu đó, trong những cái chuyện thâm cung bí sử này kia, rất là nhiều chuyện ở trong đó. Nhưng mà nói tóm lại á, là đã gọi là bên lề cho nên nó không có chính thống, nó thường nó là trái chiều với cái lịch sử chính thống mà của chúng ta, của Đảng nhà nước và ở trong sách giáo khoa đó. Cái cuốn là Bên Lề Chính Sử á, là như vậy. Thì ở đây á, là cũng nói về cái chủ mà lãng quên lịch sử đó. Thì cho nên là từ những vị, kể cả giáo sư sử học, mà người ta cũng còn cho rằng thỏa hiệp, tức là cho rằng là nên bỏ như vậy, như nên bây giờ thời đại này rồi, cho nên là nên như thế này, nên như thế kia, để giảm bớt được cái mâu thuẫn. Nhưng mà thật ra nói cho nên nhìn nhận một cách đúng đắn rằng không có một cái gì gọi là mâu thuẫn của cái dân tộc Việt Nam này hết đấy. Đương nhiên là ở một cái xã hội phải có người tốt người xấu, những cái thành phần mà làm tay sai, bán nước, quay đầu rời bỏ quê hương rồi, là quay đầu bỏ đi rồi, thì chúng ta không thể nào mà lúc nào cũng là đối xử với những cái thành phần đó như là người anh em được Anh đó. Minh Việt Trương với 15 người đang xem livestream ở đây, Dương Vy có một cái câu hỏi, không biết là các anh chị em, cô dì chú bác sẽ có cái nhìn nhận như thế nào đối với câu hỏi này.
các thế lực thù địch phản động và một số kẻ muốn lật sử đó nói rằng Việt Nam xảy ra cuộc nội chiến nồi ra sáo thịt từ năm 1954 cho đến 1975. Vì sao bọn chúng lại nói như vậy? Ở đây nói như vậy là cái mục đích là nó thay đổi cái bản chất của cuộc chiến. Nhưng vì nên nhớ lại, nên tất cả mọi cái lời nói xuyên tạc hoặc là cái ý hàm ý gì đó đều chỉ về một mục đích duy nhất là thay đổi cái bản chất của cuộc chiến. Đó. Đúng, chính xác là thay đổi cái bản chất cuộc chiến. Nhưng mà bọn nó ấy, mục đích của bọn nó là nói như vậy là có nghĩa là sau này muốn thế hệ con cháu của chúng ta này và chúng ta quên rằng bọn chúng là ngụy quân, ngụy quyền, là tay sai bán nước, là lính đánh thuê cho thằng đế quốc Mỹ, thực dân Pháp đến đế quốc Mỹ. Nên nhớ một điều rằng là lính tay sai bán nước là lính đánh thuê, cầm súng giết hại đồng bào, bắn vào nhân dân chúng ta, bởi vì tiền đô la. Cái đó là cái bản chất mà bọn chúng xóa đi cái tội ác, cái xấu hổ của bọn chúng. Đấy, đó là việc như vậy. Đấy, thì đó là cái làm cho lãng quên và muốn lật lại lịch sử là như vậy. Khi mình đã thay đổi được, khi mà mục đích của chúng nó thay đổi được bản chất của cuộc chiến rồi, thì từ đó chúng nó mới là đạt được cái mục đích cuối cùng của tụi nó là như vậy. Không? Tới thời điểm bây giờ còn có người nói là chúng ta đã đuổi đi một nền văn minh. Đấy. Tới thời điểm bây giờ còn có người nghĩ rằng là khi mà để mà Việt Nam Cộng Hòa mấy cái đám tay sai đó mà để mất đi Hoàng Sa mà còn đau đớn căm hận nuốt hận vì để mất biển đảo, nói như vậy hoàn toàn không thể chấp nhận được. Riêng bản thân ai á, thì có thể nghĩ theo bất cứ một cái hướng nào, riêng tôi á, những cái câu đó không thể nào không bao giờ chấp nhận. Bọn nó làm mất biển đảo Hoàng Sa năm 1974, nó bảo là Việt Nam bán biển đảo Hoàng Sa cho Trung Quốc, cho tàu công, bây giờ Đảng Cộng sản đi giành lại đi. Thế là từ trước nhá, em đi theo dõi các diễn đàn, hầu như ít khi nói cái mốc thời gian lịch sử mà Trung Quốc chiếm đóng Hoàng Sa mà Việt Nam Cộng Hòa bỏ lại. Đó là vào 19 tháng 1 năm 1974. Đó là cái thời điểm mà Việt Nam Cộng Hòa nó cái đám ngụy quân ngụy quyền nó vẫn quản lý từ vĩ tuyến 17 vào. Bây giờ là trong khi tụi nó luôn luôn ra rêu rao rằng chúng nó là một đất nước đó, có là một cái chính thể hẳn hoi, nhưng mà khi mất, khi thua hay bất cứ một cái lý do gì đều đổ thừa là tại Mỹ không viện trợ. Vậy thì đặt ra anh là cái thứ gì ở Việt Nam, trên cái đất nước Việt Nam? Khi người Mỹ cút rồi thì anh bây giờ anh đổ thừa là tại Mỹ không viện trợ, Mỹ bỏ rơi cho nên mới mất, cho nên mới thua. Thì quay lại cái câu hỏi lúc nãy em cũng trả lời luôn cho anh với mọi người là bản chất của nó là lính đánh thuê, là ngụy quân ngụy quyền, là lính đánh thuê. Bọn nó cái đó là cái xấu hổ, cái nhục nhã nhất của bọn nó cũng xóa bỏ đi, và từ đó nó xét lại lịch sử, thay đổi cái bản chất cuộc chiến. Đấy, cho nên là nếu mà nói về cái xét lại lịch sử á, là một cái rất là nguy hiểm đó. Riêng bản thân đã đọc rất là nhiều về sách về lịch sử và các trái chiều về các cái vị vua, các cái triều đại, nhưng mà tất cả mọi cái chuyện đó mình đọc mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi, chứ còn mình không thể nào mà lấy những cái lý lẽ ở trong những cái cuốn sách đó. Và còn có một cái như thế này, nhiều sách vở là có thể nói là phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục và phong trào Đông Du này kia, của Đông Kinh Nghĩa Thục là của Phan Châu Trinh và Đông Du là của Phan Bộ Châu, đúng không? Của hai ông đó. Nhưng mà cuốn sách Bên Lề Chiến Sử và những người bây giờ đăng trên Facebook cũng có rất là nhiều bài đó, là nói như thế này. Bên Lề Chiến Sử viết làm sao thì mấy người đó viết lại như vậy.
fan Bộ Châu á, là qua Nhật để là cầu viện trợ ở bên đó, và được Lương Khải Siêu là một cái tay ở bên Trung Quốc á, khuyên á, là không nên làm như vậy là sẽ rước voi về giày mã tổ này kia, và quỳ xuống khóc lóc van xin Lương Khải Siêu, và được Lương Khải Siêu khuyên răn như thế này như thế kia. Cho nên là tôi, và nó quy kết lại là cũng vì ông Phan Bộ Châu mà làm cho nước Nhật để ý tới Việt Nam, và kết quả là năm 45 là Nhật xâm chiếm Việt Nam. Đó là cái luận điệu, những cái luận điệu như vậy. Mà trong khi sách giáo khoa của chúng ta là có một cái phong trào của ông Phan Bộ Châu hẳn hoi, và không có nói tới cái điều đó. Đấy, cho nên là những cái, tất cả những cái thuyết nào đó đi chăng nữa chúng ta cũng không có chấp nhận, thì chúng ta tin vào cái lịch sử và tin vào trong sách mà Đảng nhà nước đã cho lưu hành để giảng dạy các học sinh, để truyền bá những cái đúng, cái sự thật của lịch sử cho các cái thế hệ mai sau mà thôi. Đó, nên là nhìn nhận lại á, cái vấn đề rất là nguy hiểm khi chúng ta xét lại lịch sử. Tại lịch sử là cái quá trình nó đã diễn ra rồi, nó xa rồi, cho nên khi mà một người nói ra thì một câu mà không đúng thì sẽ tạo ra rất là nhiều tranh cãi, và cái khả năng mà chứng minh để gạt bỏ những cái lập luận đó là sai á thì nó rất là khó khăn. Đấy, chính vì vậy mà tụi nó tập trung, nó đánh vào như vậy, nó đánh vào đó. Đấy, và cái nội dung nữa này này anh Minh Việt Trương, thì bọn các thế lực thù địch phản động á, thì trước diễn ra cái cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân cấp nhiệm kỳ 2021-2026 này, đầu tiên bọn chúng kêu gọi cũng đi bỏ phiếu, rồi về sau lại kêu gọi đi bỏ phiếu cho tên Lương Thế Huy và kêu gọi mọi người dân đi bỏ phiếu. Đấy, còn có một số thành phần nữa nó lại chống đối đi bỏ phiếu nhưng mà trở thành phiếu không hợp lệ để chống đối ngấm ngầm ở bên trong. Hoặc là đòi yêu sách thế này thế nọ, phải làm cho tôi cái này cái kia thì chúng tôi mới đi bỏ phiếu. Cái đó nó diễn ra như vậy. Mời quan điểm bỏ phiếu đó thì ấy rồi. Mà có nhiều người bà nè rất là ngại về cái vấn đề gọi là đi ngược lại đường lối chủ trương chính sách của Đảng. Nhưng mà thật ra đối với ai thì anh biết, nhưng mà ví dụ như anh bắt đầu lên nói bất cứ một cái diễn đàn nào đều không bao giờ mà xúc phạm tới hoặc là đi ngược lại cái đường lối chủ trương hết. Mặc dù á, mình không quan tâm về cái đường lối chủ trương và không hiểu biết nhiều tất cả những cái đường lối chủ trương của chính sách của Đảng nhà nước, nhưng ở đây á, dựa vào cái trái tim của một người dân yêu đất nước Việt Nam đấy, cái dựa vào những cái sách báo chính thống được phát hành, dựa vào những cái lý lẽ đó để mình bảo vệ cái đúng. Còn những cái sai, ví dụ như là những cái vị đại biểu theo những người dân, và là mình nói cụ thể ở trên đây là những người ở trên cộng đồng mạng, người ta nhìn nhận cái vị đại biểu đó là sai, là không được, không có chuẩn mực về mặt đạo đức, là không có đạt được cái một cái con người là đạo đức cách mạng đi đó, thì mình có quyền lên tiếng phản đối những cái người đó. Nhưng về mặt luật pháp, nhà nước vẫn cho phép người đó tham gia bầu cử, ứng cử, đó là bình thường. Họ có đầy đủ tư cách pháp nhân, họ không vi phạm pháp luật đấy, cho nên cái việc bầu cử, ứng cử đó là cái quyền của họ, nhà nước đảm bảo được, và chúng ta cũng tôn trọng cái chuyện đó. Nhưng mà ở đây là chúng ta là phản đối cái luận điệu của người ta, phản đối cái lời nói hành động của người ta đi trái ngược lại với cái lợi ích của xã hội đấy, là chúng ta phản đối. Ví dụ như là một cái vị giáo sư sử học mà kiến nghị là nên thay từ Ngụy bằng từ chính quyền Sài Gòn bằng từ Ngụy thành quân lực gì đó Việt Nam Cộng Hòa hay gì đó, thay nói tóm lại là thay cái từ Ngụy bằng những cái từ khác để mục đích của người ta mà bày tỏ ra là như thế này: chúng ta phải công nhận cái nước Việt Nam Cộng Hòa
là nó tồn tại ở cái thời điểm đó để chúng ta lấy cơ sở chúng ta đi đòi cái đảo đó, là một cái nhận thức hết sức là sai lầm. Đấy, chứ nó nói mà ở trên thế giới này không biết là nước có cái nước nào mà đã đòi được đảo chưa. Mạnh như Nga cũng tranh chấp với Nhật, mạnh như Nhật với Trung Quốc á, cũng đang tranh chấp với nhau. Rồi Anh với Canada cũng đánh nhau đầu rơi máu chảy á, cũng là tranh chấp. Rồi nó cũng đâu có giải quyết được gì đâu. Cái việc mà tranh chấp lãnh thổ biên giới hải đảo á, là một cái việc làm trường kỳ. Chúng ta làm sao mà thu cái lợi lớn nhất. Chứ còn nếu mà nói mà đòi hẳn á, thì hiện nay trên thế giới này các nước cũng, người ta cũng đang tiến hành làm sao cho rạch ròi. Nhưng mà chuyện đó là rất là khó khăn. Chúng ta cũng phải làm từng bước một, từng không thế hệ này không được, chúng ta là thế hệ khác chúng ta tiếp tục làm. Chứ còn cái khi mà đã công nhận một cái nước đó thì cái câu nói nồi da sáo thịt là hoàn toàn đúng. Mà khi cái câu nói nồi da sáo thịt đã đúng rồi thì xong, bao nhiêu xương máu của các thế hệ cha anh, của nhân dân ta, của dân tộc Việt Nam đã đổ xuống vì cái sự độc lập tự do, toàn vẹn lãnh thổ, hoàn toàn vô ích. Đó. Nếu mà cứ theo như những cái luận điệu của những người đó nói như vậy, và cái kết quả cái đó chúng anh em là người dân còn nhìn nhận thấy huống chi là lãnh đạo của Đảng nhà nước, đặc biệt là ở đó thì đó ban tuyên giáo Trung ương, cái điều ở đây á, là nhìn nhận được, nhưng mà đối cái quyền là được quy định rõ, cho nên là người ta đều có quyền thực hiện cái quyền của người ta. Đó, cho nên là không thể can thiệp. Ví dụ anh em mình là người dân thì anh em mình thấy cái xấu của ví dụ như tay Lương Thế Huy, những cái còm đó mà anh đọc được rất nhiều ở trên mạng. Đấy, về cái ý nghĩa sâu xa lời nói, mặc dù nó không có nói thẳng ra, nhưng mà nó ý nghĩa sâu xa của nó tập thẳng vào cái chỗ mình nào anh em mình cái đó thôi. Mình không dám kêu gọi cử tri ở tổ 6 là không nên đi bỏ phiếu cho anh A, anh B này. Cái đó là mình sai với cái quan điểm, với cái luật bầu cử quốc hội, hội đồng nhân dân cấp. Mình sẽ phân tích những cái sai của người ta, còn nhìn nhận hay sao hay như thế nào dạ, là do cử tri tại địa phương đó. Đấy, và quá trình thì đó, ở đó ở đây ví dụ như là cái tổ 6 đó, ví dụ như là theo bản thân tôi thấy một cái vị mà đang là ứng cử vào cái đại biểu quốc hội mà có những cái phát ngôn như thế này ABC gì đó là tôi thấy là không có phù hợp. Ví dụ như cái Tây Huy đó là phát ngôn như vậy là hết sức bừa bãi và mang cái tính chất là thọc ngoáy đâm thọt chống phá, chứ không phải là mang tính chất xây dựng. Thì một cái người mà như vậy thì khi mà làm người đại diện, người đại biểu của nhân dân để đề đạt những cái ý kiến, những cái nguyện vọng để xây dựng một cái đất nước giàu mạnh, đem lại cái lợi ích lớn nhất cho nhân dân, thì làm sao mà người ta làm được đó. Và cái điều đấy là một, cái điều đấy là một. Cái điều thứ hai là điều này này, thì em với mọi người, cả anh Thơ Quang phân tích nói rồi, nhiều khách mời cũng nói, nhiều diễn đàn người ta cũng nói, tại sao trước đấy các thế lực thù địch phản động, đặc biệt là tổ chức khủng bố Việt Tân không đả động, không nhắc đến đó. Và bây giờ khi mà công bố danh sách ứng cử rồi thì mới kêu gọi người dân đi bỏ phiếu, trong khi đó còn một số văn nghệ sĩ cũng tham gia bầu luôn cho, kêu gọi người dân là đi, nên đi bỏ phiếu cho người này. Thì cái đó, thì chính cái đó là cái mà để cho anh em mình tìm hiểu sâu hơn, có nhiều cái thông tin hơn về những người như vậy, những vị đại biểu quốc hội như thế. Nói không riêng gì người ta đại diện cho một cái khu vực, cái tổ đó, và của một địa phương ở một cái tỉnh, một cái thủ đô hay là một khu vực nào đó, mà khi trở thành đại biểu quốc hội nó đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân ở tỉnh, ở địa phương đó, và cho cử tri nhân dân cả nước tham gia vào quốc hội xây dựng dự án luật, đưa ra những cái quyết sách của nhà nước đến với người dân,
Đấy. Nên là đối với chúng ta là một người dân, là một cử tri, lựa chọn sáng suốt tìm ra những cái đại vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, đại biểu Quốc hội tốt nhất, phục vụ vì cái chung nhất của đồng bào, của quốc gia, của dân tộc. Cái đó là cái quan trọng. Em mời anh. Cho nên là cái có nhiều cái á, là các cái thế lực mà thù địch á, là thường xuyên chống đối chúng ta về cái vụ bầu cử này, nhưng mà nó lại đặc biệt, nó lại kịch liệt, nó lên tiếng, nó ủng hộ cái tay Lương Thế Huy này. Mà trong khi á, về cái tay Lương Thế Huy này có rất nhiều là cái bài viết, rất nhiều cái bình luận, bản thân anh thấy là tay này hoàn toàn là không có xứng đáng. Đó, riêng bản thân anh thấy là như vậy á, cái một cái người mà có thể là đại diện của nhân dân, đứng trong cái hàng ngũ của Quốc hội mà nói chuyện với lại có những cái bài viết đi ngược lại những cái lợi ích của nhân dân như vậy á, thì là không có đảm bảo được. Đấy. Và cái luận điệu của cái bọn Việt Tân cũng như là các thế lực khác á, là không biết không bầu. Thì ở đây tôi đặt ra cái câu hỏi là tại sao lại không biết? Và ai không biết? Đứa con nít 3 tuổi là đứa con nít 3 tuổi nó không biết à, hay là ai không biết? Cái người đó đã đủ 18 tuổi chưa và tại sao lại không biết? Hàng ngày ở đây, cả tháng trời này ở đây, chiều nào cũng đều giới thiệu về nhân sự là ứng cử vào đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đó, cả tháng trời ra rã nói như vậy qua cái loa ở tất cả các cái khu vực. Đó. Vậy lấy cái gì không biết, tai ăn để ở đâu không biết. Đúng không? Ở cái vị trí điểm bỏ phiếu đều có danh sách lý lịch chức ngang, quá trình hoạt động công tác, giới thiệu về nhân thân của cái người ứng cử và đó. Thì tại sao không biết, mắt của anh để ở đâu mà không biết? Đó. Rồi có que cùi gà que vào rồi. Tôi thấy hồi ở Việt nên Nam các cái quan điểm mà kêu không biết là tầm bay tầm ba. Đây này, đây này có cái con này. Thì em đọc cái con này anh trả lời luôn. Con của Jason Bùi, một thằng chống cộng cực đoan này, y dư giọng điệu Việt Tân này. Tôi thấy hồi ở Việt Nam các chức vụ chính đều được đảng chọn ra rồi bầu cử 2 đến 2, 3 đến 5 tê nghĩ chỉ là hình thức mị dân tốn kém đó. Tào lao tự do bầu cử, tự do ủng hộ, chứ không lẽ bầu theo chỉ thị sao? Vậy còn gì gọi là tự do bầu? Treo đầu heo bán thịt chó à? Mời anh. Cái này là em giải quyết được đó. Cái khúc quy đi, cái khúc kia anh không nhìn thấy đâu á. Cái tự do bầu cử, tự do ủng hộ, không lẽ là bầu theo chỉ thị? Thì có ai nói cái gì đâu mà mày ra quy mà mày nói kiểu đó. Có ai là kêu mày phải bầu cho thằng này, mày phải bầu cho thằng kia không? Có ai kêu không? Mà ở đây á, đang xét về tư cách của những cái người nào đó. Tức là khi mình đọc những cái bài viết của người ta, mình thấy trong cái bài viết đó không ổn à, thì mình lên nói là à, cái vị đó là viết bài như vậy là không ổn, có cái nội dung như ABC như thế này, hồi nãy là có đưa lên trên đây rồi, anh em đã nhìn thấy rồi đó. Chứ còn có ai mà kêu có không có cho bầu, phải bắt bầu người này bắt bầu người khác đâu, không ai cấm đoán về cái chuyện đó. Cái chuyện mà anh muốn bầu AQ, nếu có đủ quyền công dân ở Việt Nam, AQ có thể bầu cho Lương Thuê nếu ở đơn vị bầu cử thứ 6. Đó là quyền của AQ, không có ai nói năng, không có ai mà phản đối. Đây là đang bàn về những cái luận điều sai trái. Ok chưa AQ? Đó, luận điều sai trái đó thì cụ thể là ai nói ra thì ở đây sẵn là nói ra luôn. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Rồi, thế cái nội dung của Jason Bùi thì em giải quyết cho. Này, rồi. Đối với cái danh sách cử tri ấy,
mà người ta hiệp thương lần 1, lần 2 và đến lần 3, sau khi kết thúc lần 3 thì người ta mới niêm yết cái danh sách đó. Mà biết cái quá trình hiệp thương như thế nào thì Dương Vy nói rất nhiều rồi. Và nhiều anh em ở đây đó, Dương Vy biết trong diễn đàn của Dương Vy có một người là thành viên của Mặt trận Tổ quốc, là người mà phải đi làm cái việc mà hiệp thương để lựa chọn cho nhân dân, lựa chọn ra những cái vị đại biểu hội đồng và những cái vị đại biểu quốc hội. Đảng có cử giới thiệu xuống ở đây một đồng chí, hai đồng chí như này như này, còn bà con nhân dân ứng giới thiệu lên bằng này người. Đấy, sau quá trình hiệp thương xong, bắt đầu lựa chọn, xem sơ yếu lý lịch, quá trình công tác, năng lực, trình độ, khả năng, tất cả mọi thứ, người ta bị tiếp tục hiệp thương lần nữa. Và từ đó có danh sách hồ sơ chính thức gửi đến Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, quốc hội của quốc gia, thì người ta mới công nhận. Chứ không đơn giản như các ông nói, thích làm gì thì làm đâu. Là một. Cái điều thứ hai, ở đây nhé, đảng người ta chỉ định hướng giới thiệu những người này xuống, còn bầu hay không là do cử tri, do chúng tôi. Chứ những kẻ phản động, phản quốc, những kẻ lưu vong không có quyền để bầu cử. Nghe chưa? AQ với Jason Bùi. Em mời. Cái chuyện mà AQ tào lao á, kêu trách móc á, chả ai nó trách móc. Ở đây á, là cái quyền tự do của người dân, cái phản biện xã hội. Hiểu chưa? Còn là trách móc ai, ai muốn bầu ai là cái chuyện của người ta. Không? Còn ở đây á, là đang muốn bàn luận, làm trao đổi làm sao để người dân ở Việt Nam này nè, còn AQ ở đâu thì không biết, bầu được những người có đức, có tài, có tâm, có tầm vào trong quốc hội, vào trong hội đồng nhân dân các cấp để lãnh đạo đất nước đi lên, để đem lại cái lợi ích, được đem lại cái lợi ích, được đem lại cái ấm no hạnh phúc cho người dân Việt Nam. Hiểu chưa? Cái vấn đề cốt lõi nhất là tất cả vì hạnh phúc của người dân mà thôi. Đó, cho nên là phải sáng suốt để lựa chọn ra cho những cái người đại biểu có đức, có tài, đó, có tâm, có tầm. Đó, như vậy thôi. Chứ còn không có em ngồi xuống là em này. Bôi nhọ em xấu ai. Ở đây Dương Vy với anh em Minh Việt Trương và những anh em tham gia diễn đàn không phải nói xấu ai. Mà cái này á, phân tích và lựa chọn, đánh giá, bởi vì những người này là những người đại diện cho toàn dân tộc Việt Nam, hơn 90 triệu cử tri trong cả nước, để người ta ngồi vào cái vị trí đại biểu quốc hội đó. Hơn 90 triệu dân thôi. Hơn 90 triệu dân. Đấy. Để làm sao? Để người ta có cái tâm, cái tầm. Bọn tôi có quyền là công dân, bọn tôi có quyền tôi bàn nói về bất kỳ vị đại biểu cử tri nào, từ cấp thấp nhất là cấp hội đồng nhân dân xã cho đến cấp quốc hội. Bởi vì chúng tôi không hiểu khả năng, năng lực của những vị đại biểu hội đồng đó, những vị đại biểu quốc hội đó, thì chúng tôi phải đưa lên đây để thảo luận, bàn bạc, đánh giá năng lực, khả năng, năng lực của từng người. Đó là cái quyền lợi của cử tri là như vậy, hiểu chưa? Rồi em mời anh. Thôi được rồi, giờ em chia sẻ vậy thôi. Rồi em cảm ơn anh. Rồi nhiều anh em khác. Chào Dương Vy, chào anh chị em trên diễn đàn.